Hôm nay là ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Hồi hộp, lo lắng có lẽ đang là tâm trạng của nhiều thí sinh, bởi chỉ cần chênh lệch một số điểm rất rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng, thậm chí là quyết định đến kết quả xét tuyển vào đại học của các em. Vậy thì để làm bài thi đạt được kết quả tốt nhất, các thí sinh cần lưu ý những gì? Hãy cùng lắng nghe lời khuyên từ các giáo viên mà chương trình đã ghi nhận được. Câu hỏi đọc hiểu các con nên làm trong từ 15 đến 20 phút. Câu nghị luận xã hội nên làm từ 20 đến 25 phút. Và câu nghị luận văn học thì sẽ làm từ 70 đến 80 phút. Phân chia thời gian hợp lý. Thứ ba là các con nên gạch trước các cái ý chính ra nháp trước khi làm bài. Và tránh tuyệt đối là để bài dở dang. Trong 30 cái câu đầu tiên thì các con nên dành thời gian và làm thật là chính xác. Đọc những câu hỏi lý thuyết thật là cẩn thận. Từ những câu hỏi từ câu 31 đến câu số 40 thì các con lưu ý là phân bố thời gian, dành cái thời gian của mình làm những cái câu hỏi mà mình đã được ôn luyện rồi, những cái phần mà mình nắm chắc, tránh đi vào những câu hỏi với mức phân loại cao. Ưu tiên làm các câu dễ, các câu cơ bản và thật là chắc chắn, đúng đắn hết, rồi sau đó mới đầu tư thời gian vào các câu nâng cao. Và trước khi thi thì các con lên giữ gìn sức khỏe và tránh thức khuya quá. Mình lo lắng rồi mình thức khuya xong mình lại dậy sớm, mình hồi hộp thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Như cái tên gọi của nó là thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cho nên đề thi nó không quá khó. Vì vậy để đạt được điểm cao thì các con nhất định phải rất là thận trọng, đọc kỹ các câu hỏi và không chủ quan.